Xin chào các anh chị và các bạn nha. Đó thì mùa thu ở đây đó, thì thực sự vô cái mùa này á, nói lạnh á, thì không phải là lạnh buổi buổi sáng thôi, nó hơi se lạnh chút xíu thôi, nhưng mà buổi trưa với buổi chiều á, thì cũng vẫn là còn nắng ấm. Thì mình ở đây phải giữa giữa của tháng 11 á, thì mới gọi là bị lạnh nhiều. Thì ở những tiểu bang phía bắc của nước Mỹ đó thì coi như bây giờ là đã bị lạnh nha, nhưng mà do mình ở đây là ở vùng đông nam của nước Mỹ, mình hay gọi là phía nam của nước Mỹ đó, thì mùa này cũng vẫn là còn ấm. Trong nước Mỹ thì chỉ có là vùng này thôi. Thì trở lại với kênh YouTube chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ của mình đó, thì hôm nay mình cũng muốn chia sẻ thêm về cái vấn đề gọi là nhiều anh chị và nhiều bạn quan tâm bây giờ tìm kiếm thuê nhà, mướn nhà, và cũng như cái thắc mắc của những anh chị những bạn bây giờ mình nên thuê một cái căn nhà single house như thế này phía sau lưng mình, hoặc là mình thuê một cái căn hộ apartment, mình hay gọi là căn hộ chung cư á, thì cái nào nó tiện hơn, cái nào nó rẻ hơn. Đi qua Mỹ này đó để định cư đó, thì mình đi theo diện gọi là cha mẹ bảo lãnh con cái, thì như vậy đó thì những người con sang đây đó có thể mình ở chung nhà với ba má cha mẹ, có thể là mình ở 1 năm, 2 năm, 3 năm gì đó, rồi khi nào ổn định hết thì mình mới dọn ra mình ở riêng. Nhưng mà mình đi theo diện gọi là diện anh chị em bảo lãnh với nhau đó, thì thông thường á, sang đây như vậy đó không ở lâu được, có người 3 tháng lấy được cái bằng lái xe là dọn ra, cũng như có người 6 tháng là cũng phải dọn ra. Lâu lắm, nếu mà lâu lắm khoảng những năm thôi. Nó thì ở đây cái cuộc sống ở bên Việt Nam mình, nhà rồi cha mẹ con cái, có thể nói 2 3 gia đình ở chung trong một cái nhà hàng nhiều năm, nó không có vấn đề gì hết. Nhưng mà ở bên Mỹ này thì nó hoàn toàn nó khác. Cái cuộc sống Mỹ này, kể cả là anh chị em ruột với nhau bảo lãnh qua, nhưng mà khó sống chung mà lâu được lắm, vài 3 tháng thôi khi nào lấy được cái bằng lái xe cũng phải dọn ra. Bởi vì ở Mỹ này đó thì gọi là cái quen cái cuộc sống này đó, nó rất là yên tĩnh bình yên. Trong một cái nhà thì lúc nào cũng vậy, nó đóng cửa vậy đó, thì trong nhà chỉ có là thông thường là 2 người 3 người, 2 vợ chồng, 1 đứa con, 2 đứa con, thì sống cái cuộc sống ở đây đã quen rồi. Thêm một cái gia đình mà từ ở bên Việt Nam qua, thì gọi là một cái lối sống từ ở bên Việt Nam qua, cũng một gia đình rồi thêm 2 vợ chồng, 1 đứa con, 2 đứa con nữa đó, vô ở chung như vậy đó, thì tháng đầu thôi, 1 tháng 2 tháng nó vui thôi, chứ bắt đầu ở nhiều tháng thì đương nhiên là nó sẽ có chuyện này, nó có chuyện kia, thì thôi đó là những cái chuyện riêng mình không có bàn tới, mình không có nói tới. Nhưng mà cuộc sống Mỹ nó vậy đó, giống như qua đây coi như là phải tự lập, chỉ là người thân người nhà mình giúp đỡ trong một khoảng thời gian ngắn lúc ban đầu thôi, rồi khi mà có đủ giấy tờ rồi hết thì phần lớn tất cả là đều vậy. Có người 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng gì đó, cao lắm lận năm, rồi phải ra mướn nhà, mua nhà vân vân, phải dọn ra cuộc sống tự lập, sống riêng. Thì hôm nay mình cũng muốn chia sẻ đi đi vòng xem chơi nha. Còn bây giờ nên mướn mướn nguyên căn nhà hay là mình mướn căn hộ apartment, cái nào nó có lợi hơn? Thì mình chỉ gọi là biết chút chút thôi ha, biết bao nhiêu chia sẻ bấy nhiêu thôi. Bây giờ có thể nói đó, nếu như nhà mà mình mướn nguyên một căn á, không phải là dễ kiếm nha. Tại vì mình muốn gọi là căn hộ chung cư á, apartment á, thì dễ mướn hơn. Nhưng mà nhà thì cũng không phải ai cũng có nhà để cho mình mướn hết. Thông thường á, thì nếu như mình người Việt Nam mình thì ở gần gần khu Việt Nam thì hay có nhà cho thuê cho mướn. Chứ mình đi vào những khu của người Mỹ đó thì nhà nó mắc hơn, nhưng mà tìm kiếm để thuê mướn thì nó khó hơn. Cho nên thì khi mới sang đây thì nhiều người cũng hay lựa chọn ở gần khu của người Việt Nam mình là vậy. Cũng như nhà mà nhà có lầu á, giống như thế này là nguyên một căn á, bây giờ ở đây cái giá trung bình á, là khoảng lối 2.000 đô nha, trung bình có 4 phòng ngủ, có 2 phòng tắm. Còn nếu như mà nhà mà nhỏ hơn chút xíu á, không có lầu, có 3 phòng ngủ á, thì bây giờ á, ở đây cái giá nó cũng khoảng lối 1.600, 1.700.
tìm kiếm những cái căn hộ chung cư á, thì có mọi lúc mọi nơi dễ hơn, nhưng mà nhà thì nói chung là khó tìm. Thì để mướn một cái căn nhà riêng tư á, thì cái lợi trước mắt á, là nhà có sân, sân trước, sân sau, bên hông. Gọi là cái không gian á, thì nó thoải mái, mình có thể mình trồng rau, trồng cải, trồng các thứ gì đó mình thích. Cái đó là cái lợi của cái nhà, cũng như nếu có con cái cũng như nữa, thì cũng như có người lớn nữa, thì cái không gian nó thấy là nó thoải mái hơn, nó không có bị chật chội, ngột ngạt. Thì đương nhiên thì ở đây là mướn nhà là cái tiền mình phải trả hàng tháng, cũng như là mình phải trả luôn là cái tiền điện, tiền nước bắt buộc nha. Hai cái đó thì mình người mướn nhà là mình phải lo hết. Còn như cắt cỏ dọn dẹp này kia đó thì cái đó là phần của chủ nhà. Thông thường thì mình thấy những người mà có con mà hai ba đứa đó thì ta thích mướn cái căn nhà hơn. Thì nhà nó có khoảng cách, có thể là mình tiệc tùng ăn uống hay là mình hát karaoke, mình nghe nhạc vân vân, nó không có làm phiền với của người xung quanh. Đó là cái nhà để mướn. Thì đó thì như cái giá là mình nói nha, mình vào những cái khu vực an ninh hơn, tốt hơn, gọi là khu nhà giàu á, ở đây bây giờ thì cái giá nó khoảng 2.500 trở lên nha, mắc. Với còn ở những khu mà bình dân, khu thường thường đó, thì cái giá hồi nãy mình cũng là có nói rồi nha. Chuẩn bị tới ngày lễ Halloween nè, con số nhà đây ta cũng trang trí. Ngày xưa đó thì cũng có nhiều người Việt mình mua nhà để cho thuê, cho mướn. Nhưng mà sau này mình cũng có nghe nhiều người nói, thật sự ra bây giờ cũng không có ăn. Tại vì đôi khi mướn mà gặp những người vô ở rồi làm hư nhà. Cũng như rồi có những người đó rồi vì lý do nào nào đó người ta không có tiền để người ta trả. Mà mình đuổi người ta ra đó, rồi người ta cũng không có chịu ra. Giống như người phải thưa đi ra tòa, nói chung là mọi mọi chuyện phiền phức mệt lắm. Rồi cũng như họ ở họ không có kỹ lưỡng đó, cứ nhà cứ hư tới hư hư lui hoài, cứ lâu lâu thì hư cái toilet, thì bồn tắm, máy nước nóng, máy sưởi vân vân. Thì như vậy đó thì coi như là cứ người ta làm phá hoài vậy đó cũng bực mình lắm, mất thời gian rồi phải đi sửa đi thay mới. Nên giờ nó gọi là để tìm kiếm nguyên một căn để mình thuê á, thì nó hơi khó, mình thấy ít lắm nha. Bây giờ nếu các anh chị các bạn muốn á, phải liên lạc với những người mà người ta làm bên địa ốc á, người ta có làm thêm về mấy cái dịch vụ gọi là cho thuê nhà, mướn nhà. Chứ đôi khi mình chạy vòng vòng thì mình ít thấy lắm, hoặc là người ta để ở trên trên mạng thôi, mình phải tìm hiểu thôi. Còn mình cũng có được biết một vài người đó trước đây đó, cũng Việt Nam thì cũng có mua nhà cho thuê, nhưng mà sau này người ta bán hết, thì nó tính ra đôi khi cũng mệt quá mà lời không có bao nhiêu hết. Ok, thì mình sẽ ghé chơi vào một cái gọi là căn khu chung cư nha, khu apartment, để các anh chị các bạn xem chơi cho biết nha. Thì ở đây bây giờ đó gọi là mình thuê apartment á là rất là dễ luôn, rất là nhiều, rẻ tiền, giá trung bình hay là cao tiền, cao cấp gì đó. Ở thành phố lớn, thành phố nhỏ, ở đâu thì cũng có chứ, nó dễ tìm hơn là thuê một cái căn nhà. Khu này thì cũng yên tĩnh, cũng tốt nè, có nhiều người ở nè, cảnh quan thì cũng coi như là cây cối mát mẻ, sạch sẽ. Khu này bây giờ thì thông thường á, apartment á có 2 phòng ngủ là nhiều nha, cũng có 1 phòng ngủ nhưng mà ít, phần lớn là 2 phòng ngủ thôi.
Hai phòng ngủ theo khu này mình biết sơ sơ, bây giờ cái giá nó cũng khoảng lối 1.700-1.800 nha. Khu này thì nó rộng lớn sạch sẽ thì nó hơi mắc. Nó thì vô đây ở có con cái là chỉ là cái nhà mình ở thôi. Thì mình không có đất đai thì mình không có được trồng gì hết nha. Tuy nhiên là chỉ về ngủ rồi đi làm vậy thôi. Thì chung cư mà, thì phòng này nó sát với phòng kia, thì coi như đôi khi nó ồn ào quá nó thì là cũng không được. Quẹo vô cái building này đi, đi xem chơi cho biết. Nói chung thì cũng yên tĩnh, an ninh cũng tốt lắm. Nó cũng tùy đâu khu. Khu mà khu rẻ tiền phức tạp thì nó hơi ồn ào, chứ còn giờ mình vô khu mắc tiền chút xíu thì an ninh tốt. Đây đã cắt từng dải vậy nè. Thông thường đó thì nói về cái độ cao là nó chỉ có là như ở bên ngoài thì nó khoảng chừng 3 tầng thôi là thường. Chỉ có ở trong thành phố á, thành phố thì chung cư nó tới cả 10 mấy tầng, 20 tầng. Đó, mình nhìn thấy không, cái không gian này nó rất là yên tĩnh sạch sẽ. Thì vô đây ở đó, thông thường thì nhiều người gọi là người ta đang tìm kiếm mua nhà, hoặc là cái công việc người ta chưa có ổn định, người ta không biết mình có ở cái tiểu bang này nó lâu hay không, ở thành phố này lâu hay không, thì chưa có muốn mua nhà thì vô đây mình mướn. Thì thông thường ở đây á thì mướn nhà như vậy đó thì tính ra cái tiền điện, tiền nước á trong mấy cái khu này nó cũng rẻ, không có mắc. Mình mướn ở nhà ở ngoài nó bự hơn, đôi khi mình xài nó hao hơn. Khu sang thì cũng có sân đánh tennis, cũng có hồ bơi đầy đủ hết. Còn nếu mà mình mướn mà gọi là hai phòng bây giờ lối khoảng 1.400-1.500 á thì nó không đẹp, thì cũng như nó không có mấy cái tiện nghi. Nó mấy khu này lớn lớn hết hồn luôn, chạy vô đây dạy lơ mơ bị lạc á. Cho nên thì mình thấy đây cũng là một cái lựa chọn của nhiều người khi mới sang Mỹ hoặc là ở những tiểu bang khác mà mình về đây á, lúc ban đầu chưa có ý định gì rõ ràng đó thì mướn. Nhưng mà mướn bây giờ cũng không phải dễ đâu nha. Mà thông thường thì mới sang Mỹ này mình mướn không được đâu, phải nhờ người thân ở đây đứng mướn giùm á, tại vì mình chưa có việc làm, chưa có gì hết á là không có mướn được. Nha, cũng lý tưởng, cũng tốt lắm á. Có ban công rồi đó, ra ngồi chơi buổi sáng buổi chiều rồi đó. Vòng vòng đây thì đi bộ tập thể dục này kia là thoải mái. Nó chỉ có con cái là coi như mình thích trồng trọt là không có được vậy thôi, chứ còn ở trong đây thì nói chung cũng không có gì để gọi là chê hết. Nó cũng giống như cái căn nhà mình ở vậy thôi. Khu mà khu tốt, khu mất tiền á thì nó có nhiều thứ nó cũng hay. Còn khu mà khu rẻ tiền á thì đôi khi nó hơi ồn ào một chút xíu. Thấy không, khu này là có sân chơi đánh bóng chuyền nè, hồ bơi, chiều chiều ra đi bơi. Còn những khu mà nó mất tiền chút xíu nữa thì nó có cái cổng rào an ninh á, người lạ vào là không được. Người ta cũng dành cái khoảng đất trống để trồng cây xanh rồi vậy đó. Làm mấy cái công viên rồi nè, rất chiều chiều qua đây ngồi chơi vậy nè, chim hót ị đùng hết trơn. Và cũng như mình cũng muốn nói thêm một chút xíu. Thì giữa hai cái apartment và một cái nhà riêng á, thì còn một cái nhà riêng á, mình mướn như vậy đó thì mình có thể mình ở được cả 5 người 6 người luôn, là chuyện là bình thường nha. Nhưng mà những cái căn hộ apartment như vậy á, mình mướn hai phòng ngủ á thì giống như là chỉ là hai vợ chồng với một đứa con hoặc là hai đứa con thôi, mình không có ở nhiều người được.
Tại vì nói chung mình vô đó mà ở mà 5 người, 6 người nó rất là chật chội, cũng như là cái quy định đó người ta cũng không có cho mình ở là như vậy. À, mình thấy rằng những cái căn apartment đó, nó thuận tiện cho người ít người. À, còn tại vì cái giá tiền đó thì nó cũng có nhiều loại giá tiền, mình dễ tìm kiếm hơn là một cái căn nhà. Tại vì tìm kiếm căn nhà đó đôi khi nó đã khó rồi mà nhiều người còn phải lựa nó phải gần trường học cho con cái này kia nữa. Còn những cái căn kia đó thì nó có mọi lúc mọi nơi, cũng như đủ hết các loại giá tiền, mình kiếm làm sao thì cũng được hết, cũng dễ. Đó, sẵn buổi sáng mình đang chạy ngang cái hội người cao tuổi ở tại phía bắc của thành phố Atlanta nha. Mình thấy để tấm bảng vậy là mà mình cũng chưa biết nữa, thôi sẵn ghé ngang coi thử đi. Hội người cao tuổi ở đây à, này có Tân Cổ Giao Duyên à, không biết là bữa nào nữa đó. Thì sáng chủ nhật thì cái chỗ cái trung tâm này thì người ta đóng cửa chỉ có từ thứ hai cho đến thứ sáu thôi. Thì người lớn tuổi ở khu vực phía bắc thì thường hay tập trung về khu này sinh hoạt vui chơi. Thì đây mình lại chợ Hồng Kông, chợ Việt Nam kế bên nè, chạy có 2 phút 3 phút thôi, khoảng chừng 2 phút rồi. Nó khu Việt Nam vòng vòng đây là hãng xưởng rồi này kia, văn phòng cũng nhiều. Thì chút ít gọi là những cái thông tin về cuộc sống mình cũng xin được chia sẻ gửi đến tất cả các anh chị các bạn xem cho biết nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin hẹn gặp lại ở những video kế tiếp nữa của mình nha.